Đi vô cái đầu này thì tổ cá này ra đó này không có bụi mới nữa không không bụi quang bữa nào dài bảy qua đó bữa nào dài bảy qua đồng bụi quang này mới được mờ quá trong ruộng nó mờ bữa nào hay dài bảy qua bển nhưng lúc này chưa có không dài được. Út sáng cầm lên ha, cầm mấy cá lên ha. Nghe tiếng nó mà không thấy đâu. Quay hai con cá. Meo meo. Căng thử luôn, thử một con thôi. Đi lên cái căng ở đây đi. Quăng cái cá đi. Bỏ nó lại lục luôn, nó im. Im mà giải đùng đùng rồi đây. Động gác lấy gì cả. Y tám mà đụng lưng đụng đụng toàn là y tám. Ờ đủ bắt đầu cá lóc không anh hai nè bắt đầu à y tám bắt động nào à động quang trong kia nè con này dài quá quay nó không hết màn hình ta lấy cái rổ ta căng cho nó dễ vậy. Con này ký bảy bảy nhỏ hơn lắm dễ được. Ồ, bắt đầu cá bự không trời. Bốn cá lóc bự. Cá bự không có chơi. Con này có trai vàng hay trai lai à? Thì trắng. Thôi thôi tắt video rồi con. Này bự to có gì hai vậy mà. Đây là đây cá ruby, đây
hai dây măng sẵn thôi, bán nhiều ký bọc lương. Đó là bù tọt chi mặn ra hả chị hai? Chị lột gì bán làm sao chị? Vậy 150 này chưa. Ở bên kia nó lấy tới 60.000 lạng, em thấy ghê luôn, ở miền Trung về. 60.000 lạng biết. Bởi vậy nó ngon này ngon kinh khủng luôn. Để có con cá trê kia chị bắt ra, có con kia trắng. Bằng nó bùa 8 rồi. Ui. Còn cá này ngon.